Kính chào quý vị và các bạn. Do có mưa nên thời tiết tại Hà Nội ngày hôm nay đã có sự khác biệt. Nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm qua, mức nhiệt cao nhất không vượt quá 32 độ. Tối và đêm nay trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ giảm còn khoảng 26-29 độ, trời mát mẻ dễ chịu. Sang đến ngày mai, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 15-40mm, có nơi trên 50mm. Nhiệt độ từ 26-32 độ, độ ẩm từ 76-96%. Dự báo trong 3 ngày tới, Hà Nội tiếp tục duy trì nhiều mây, có mưa rào và dông đan xen với những khoảng tạnh giáo, thời tiết tương đối dễ chịu. Nhiệt độ ban ngày không vượt quá ngưỡng 32 độ, đêm và sáng nhiệt độ quanh ngưỡng là 26 độ. Từ ngày 23 tháng 8, mưa có xu hướng giảm dần, độ ẩm trung bình từ 84-86%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến sáng ngày 23 tháng 8, ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to, có nơi trên 200mm. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực tại Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26-31 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại khu vực phía nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức, với mức nhiệt độ từ 27-31 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26-31 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26-32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26-32 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 6:30 sáng mai.